Mi Nai Đường Quốc. Đưa hắn vào đây. Xin tuân lệnh. Quỳ xuống. Quỳ à? Anh hùng tử khí hùng nào tử? Giảng cổ lưu danh tiết bạch thì bắt được ta chung bay hại giết đi. Đã quyết chẳng phục quỳ phường lan sai. Giết à? Giết đi. Ê, bộ vui lắm sao cười? Tướng Đường Quốc hãy nghe ta hỏi. Hỏi đi, ta trả lời. Họ gì sao thám thính trại dinh viên? Trình Giảo Kim thiên tuế giữ quy quyền, phò đường chúa lòng trung không phai nhạt. Trình Giảo Kim à? Giảo đây. Tội lương đóng của Đường Dương Quân chim. Cái chết đối với ta tầm thường, ta không bao giờ sợ chết mà ta sợ sống. Tại sao sợ sống? Con người mà mất cái đầu xấu lắm. Quân thử dành bình sanh, ta vẫn xem thường đường nghi nén thề nguyện. Không núng nào thơ than, nước quen sang qua dòng binh tiên đến kinh đô diễn cầu quân đường. Nếu cao tài thì cho ta. Sao mi nhát hèn, đế kinh nam trang đủ tài, thả ta bôn ba cất cần, chỉ đường người anh tuấn thường xa, giao đâu phần tấm ca hưu. Không thể được. Lão già lâm mồm xuất ngôn, đường ban phiến quân khoai binh dẹp dồn, bắt được mi rồi ta có thể dung qua. Nhát gan nể tài đường ban, lão phù có chết dẫm che đất người, khiếp sợ tướng đường quy vũ hiên ngang. Cấm ngay công chúa đồ lữ lục thao tam lược, hạ tướng đường ban trong trận chưa tàn. Một tiếng phán truyền như sấm nổ vang, ta há khiếp sợ phường vô danh tiểu tốt. Nếu không sợ hãi cho ta thoát nạn, sẽ có các trang anh tuân đường bạn. Khi cùng địch thủ trận chiến ngang hàng, nếu ta giọng ngữ sẽ tan thay vì đạo kim. Được, lĩnh tiễn hải cầm vượt thoát dòng dây. Đã tạ công nương. Ta vẫn chờ nhà ngươi trở lại. Lời phán sai gió trường ta tuyên quân, thiết ngư tô lần thứ vai điểm tài ban vương quyền. Cung phò an non nước tô cùng cũng đua hoa tài, các người gió trang quy phòng chờ hồi chiên giang trong ban thi hành. Tuân lời dạy đang chờ đợi, quyết thử tài tranh chức ngày nay. Tài hùng vô sông mong đá vân à, sang à. Tổ lân võng lực anh hùng, tài tấn chúa quyền phong nguyên. Quang dạ 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 dạ, la thông nghe
từ kinh sử dồi cao, chớ có xem thường tài hùng la thông. Gió Trường ngày ra sức đa ân Dương Triệu, thử sức tiểu anh hùng thao lược nghi đào thông. Mong cùng mà thiên tuế xót thương ban truyền à, nếu đó đủ tài hãy thử sức với Tô Hồ Lân à. Mời người tỷ thí bà Kiên về cùng chén giai thọ vua. Vạn tuế thiên nhan tạ ơn trình thiên tuế, tất cả về thủ xếp chuyện nhà, ba hôm nữa điều binh xuất trận. Xin tuân lệnh. Chào Trình Thiên Tuế, mời ngài nhập gia trang cùng đàm đạo. Sử huynh vào trước để nói bước theo sau. Dạ, mời Trình Thiên Tuế ngồi. Không dám đáp lễ hiền tẩu. Dạ, mời Thiên Tuế dùng trà. Xin đa tạ, bẩm sử huynh cùng hiền tẩu rảnh rỗi việc quen trường nên để ghé đây thăm viếng. Thỏa lòng nhau trọng nghĩa kim bằng, lỗi đạo hằng vì bắt nhàn âm. Xin niên huynh ta tội sai lầm, xúc động vô biên trước tấm lòng chân thật. Thân mật của tình huynh đệ ái ngại vô cùng, không vẹn thủy chung vì xa cách vô cùng sống lạnh. Vì đồng cô độc trốn lâm sàng, Trình huynh chán nản công khanh xa mã, sợ tiếng chê khen phân biệt sang hèn. Giữa chợ đời lẫn lộn bon chen, quan huynh gợi khen thêm hổ thẹn trong lòng. Đức độ cao huynh lòng tôi cảm phục, nhanh đến nơi đây tâm viếng ân cần. Cảm ơn bẩm việc triều ca không được sống gần, cam cảnh bạc hờn không giả hầm hiên. Huynh an tâm khổ nghèo cam chịu, không thể để tình huynh nặng tình lo liệu. Giảng nghĩa thâm giao ít nhiều, không hiểu tâm sự đâu điều, thỏa miệng cùng nhau được chưa. Nếu lỗ quốc công về chốn Kim Đào, xin có đôi lời chúc thọ hoàng ân. Phu nhân hãy an tâm đường tương ngộ rất gần, khanh tướng không cần trí nghĩ tình thân. Tục qua đi thôi. Bà ơi, bà làm ơn mà chẳng nói giùm con. Nhà có khách con à. Nhà có khách, con vào trong đi con. Lọ nhỉ, lọ nhỉ. Xem ông già vui xấu xa, mặt giống như con mèo. Mèo 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 mèo, thua con mèo nhà tao. Mèo 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 mèo, ghê quá. Con lọ nồi, ôi xấu xa, đèn giống như con trồn. Cái nhà tao trộn 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 cái trộn trộn. Tao nói mày trộn á, mày trộn. Giáng sinh ngày nên thư tha, con của tôi ngu cờ. Ban đức ơn nương nhờ con nghe lời, vào trong không nên làm việc. Thôi mẹ ơi, cái con này dễ ghê quá. Con dạo nó, nhớ vô trong chuồng đi, con dạo nó quá, con dạo. Trời ơi, người ta mà nó biểu đem nhốt, làm sao mà tôi dám nhốt ổng đi. Thì ra đó là con của sử huynh hả sử huynh? Ê, con sử huynh rồi sao mãi? Trời ơi, bà ơi, dắt nó vào trong coi. Dẫn nó đi. Dẫn nó đi. Con nhỏ này chắc con bề trên quá. Không, nó con của tôi đâu ngài. Con ông hả? Dạ. Nó lòng nào, mặt mà tôi dày nó con mèo, rồi nhốt vô. Dạ, bởi vô phước nên sanh nhầm yếu quỷ,
mong ngày thương ý dung tha. Nó lỡ lầm xúc phạm đến quan gia, khi điên khi tỉnh lại dương vào gương mặt sâu xa, lòng bi thảm mà thiết tha. Con của người ta xuân xăm cũ gặp, 18 tròn trăng đã gặp tơ hồng, thầm tưởng quá đau lòng. Mang tội lỗi gì để phải hoài công, đời con gái như sông. Trình huynh hiểu thông tan chuyện giận hờn, ta cứ nó như kinh lần. Sử huynh an tâm, tôi giúp cho ước nguyện cho ai nữ hòa tơ duyên. Dạ, dạ trình huynh đã thư tha, xin hãy bỏ qua, chưa mai mỉa tuổi già thêm bạc phần. Tôi nói thật chứ không có hề hờn giận, sẽ đứng ra thông ước chi mai cho trai tài gái lọ đẹp với tương lai. Hãy chờ đợi tròn trăng tương xích lễ. Trời ơi, ông ơi, nó vậy là con gái mình nó có chồng. Ông ơi, chắc cục đẹp với con mình à bà. Đưa con ra đi bà. Dạ. Thôi, ẵm cái đi, bắt cái đi mà mệt. Mẹ có khóc mà. Nè, mẹ nói nha, hôm nay là ngày vui của con đó. Vui làm gì? Con lấy chồng. Chồng chứ. Bữa nay con làm con dâu nè, bữa nay con đẹp lắm. Con dâu hả? Ừ. Thôi, lấy cái khăn này ra đi. Không, 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 con dâu phải che mặt chứ. Nhà mình hôm nay nhiều khách lắm nha con. Đó, khách đó. Trời ơi, nhiều quá mày ơi. Đứng đàng hoàng con. Đứng đàng hoàng. Đứng đàng hoàng. Vui mừng hôm nay làm cô dâu. Hai đứa ơi bữa nay theo chồng. Trời chồng ơi ơi chồng. Ơi chồng chồng ơi. Liền cái khăn ra để tao xem mặt. Xem chồng của tao ơi chồng ở đâu. Con. Chuyện đời nực cười lắm thầy. Kén thiên nga phải sao bùng. Kìa sao đứng nhìn la thâm vào nghi lễ đầy đủ trăm quan thân quan chúc tùng. Xin chúc mừng tần lang sẽ càng thường dài nhân. Đứng đàng hoàng con. Trời ơi, trời ơi, sao nó tự nhiên nó đi tới tôi vậy hả? Chồng của con đó con. Chồng ta hả? Đứng đàng hoàng cho chồng dở mặt. Dở mặt ra hả? Đứng đàng hoàng. Trời. Nguy lắm rồi bà ơi. Dương Dương, điều chi? Nguy lắm rồi bà ơi, nguy lắm rồi bà ơi. Khóc lan nhà tay liêu sang đến trước chương tòa kể hết đầu đuôi. Việc quốc trưởng tư thông chia sang hà mô xét địch thân. Trên thiên gian lĩnh truyền học sĩ bao văn chuẩn tiền cảm hậu tâu. Ta xếp bất kỳ ai đủ cớ bằng thế luật làm ngay. Như sét đánh ngang mài đúng rung thân dài. Dũng ta tìm mưu liêu trước cứu gia quyến toàn sanh quá làng thai. Thần đến vinh tiên vì báo tin này. Quý phi thừa cơ liệu cấp dấu thừa kinh.
mọi việc an lành. Công hộ ta khó quên. Chỉ mong quý phi cho tôi leo lên làm chức tổng quản. Ta sẽ tâu vua tổng quản về ngươi. Trời bà ơi, bà đâu rồi bà ơi, sao bà chậm quá vậy bà? Trời ơi Dương Nhân ơi, mày đừng khóc mà Dương Nhân ơi. Không có giờ nữa thì bà Dương sắp đến rồi mà bà chậm quá, chết có bà ơi, lẹ lên. Tìm đường trốn, ở đây cái là mang khôn. Trời ơi Dương Nhân ơi, mày làm tao run quá à Dương Nhân ơi. Ta gồm châu bao, ta gồm ngọc ngà, với mây phong thơ mà làm nát cửa hại nhà. Khắp bốn bề quân sĩ nó chặn đường, ắt giữa đàn kiếm cổ mang già. Quân, bao vây tất cả, không ai được phép ra vào. Trời có nghe gì không? Quân nó bao vây rồi làm sao bây giờ? Trời ơi, chết con rồi. Dương Nhân ơi, dạ, con làm ơn con cầm cái này giùm cho bà đi con. Dạ, lên đây. Thôi, không được, con giao lại bà đó. Tự nhiên con ôm cái này cho cái cổ con nó liệt khỏi cái mình nữa. Thôi con không dám ôm. Dương Nhân ơi, ta mỏi tay chân quá rồi. Ngươi làm ơn ngươi cầm giùm bà đi mà con. Dương Nhân, bây giờ bà nói con nghe nè. Dạ sao? Con ôm cái này con biết không, con sung chung xuống dưới bàn á, rồi con trốn đỡ đi. Hả? Con ôm cái này cái con chung xuống dưới bàn hả? Thôi, không được. Trời ơi, là chung dưới giường, chung dưới bàn cái con chết con mất đầu thai sao? Bà nói con nghe, con gì bà nhâm con gì bà, con đừng có thèm đầu thai. Nè, không biết con chung lại xuống dưới giường á. Con làm gì đó, tự nhiên chung giường. Con chó nó đang đẻ. Nè, chừng đó chắc không chừng tụi nó không có để ý đâu con. Cái gì, con làm con chó đẻ hả? Thôi, con không chịu đâu. Sao vậy? Tự nhiên cha danh mẹ đẻ con lớn lên, cha mẹ con mong cho con lớn lên có chức có quyền, tự nhiên lớn lên không có chức có quyền, tự nhiên làm người không làm chó, mà phải như chó đàng hoàng, con cũng không nói chó mà chó đẻ. Trời ơi, đã làm người làm quản rồi, bây giờ làm chó mà thành chó quản nữa, thôi con không làm con đâu. Ơi, con làm ơn con ráng giúp bà đi mà con. Nè, con chung xuống với con làm chó đi con. Trời ơi, đồ, con nghe chưa, ráng chung đi con. Rồi, con kỳ này là con hy sinh cho bà, con làm chó đẻ đó, nhưng mà nhớ lên lương cho con nha. Quân, xét cho kỹ nghe chưa. Bà ơi. Sao con? Nó không có vô. Dương Nhân. Dạ. Con ráng vô. Con ráng rồi nhưng mà nó không có vô. Con ráng vô. Vô rồi. Phải vô. Ông phu nhân, đây là chiếu lệnh. Bay đâu, xét. À, dạ, ngày này xét đâu xét, đừng xét đi. Coi chừng con chó đực đang đẻ đó. Được cắn chết à. Ê, lộn, dạ không phải, dạ con chó cái đang đẻ chứ. Nè, chó, thôi đến đi, đừng có sủa. Đang đẻ mà không sủa cho bà. Trời ơi, chết tao rồi, Dương Nhân ơi, mày lên tiếng gì vậy? Bay đâu, bắt lại dạy tất cả về khai phong phủ. Như vậy là chó đẻ rồi. Quảng Dương Nhân, người phân cho hết kẻ săn trơn tóc, ai sai mi thông báo với phu nhân. Nếu nhà người xảo trá cung trần, Trường Long triệu họ, chiếu luật pháp khảo tra kèm kẹp. Dạ đây con nói. Dạ con đây ngửa mặt kinh thân, đi đầu cuối lại cân trần. Khi Lan nghe xem qua, đầu cao quốc đường đại thần. Vì đâu mà gây nông nổi, bà mới bảo vào chốn cung trường. Ông bàn quốc trưởng ổng bị tình cành, ở bàn mãn phủ bá luận cùng rằng:
Dạ bảo bảo trẻ làm con cho đẻ, lời cặn kẽ nằm đó mà đẻ, ít giữa đàn dân cổ mang vào. Cũng tại bà bàn quý phi bà sai con đi. Thôi tụi bay làm gì đấy? Tụi lại tới, lại tới đi. Tường con cháu nước nhà trước cơn gian nguy, lẽ nào tiền tuệ đành bó, tại sao ngờ nhìn hà. Giờ để nó chịu sâu đau, đừng trách ông già vô tình, đừng xúi tao vào nơi hang hùng. Đã nhận thơ kiếp độc hành, hẹn kỳ vừa cho đúng tường trăng. Dạ xin chúc mừng thiên tuế. Chúc mừng tao cái gì? Dạ thì thiên tuế chúc mừng đi được bình an. Gì kỳ, khi không chúc mừng tao đi được bình an, mày nói vậy là sao hả? Dạ đã thiên tuế lãnh thơ rồi đó. Dạ thiên tuế đã lãnh thơ và sẽ đi cầu chị Phàn lên quê của cháu. Ẩu, ai lãnh thơ? Lãnh nào lãnh thơ kêu tao đi. Ừ, thiên tuế lãnh với ai? Hồi nãy thiên tuế nói hãy ai mà lãnh thơ thì người đó đi, bây giờ thiên tuế quên rồi sao? Trời ơi, tao là đại trượng phu quân tử, xuất ngôn như phá thạch mà. Thấy không, lời của tao nói là bốn ngựa khó chạy theo. Tao nói làm sao tao quên được mày. Nhưng mà tao lãnh hồi nào tao đi. Ừ, thiên tuế lãnh rồi, thiên tuế coi lại đi. Coi gì? Ừ, coi lại đi, biết. Mắt, mũi, chân, tay, tao sao? Coi gì, coi đâu coi. Ừ, coi lại đi. Coi rồi cái... Đó, đó, trên đó, 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 đó. Sau lưng á. Ừ. Nào nhát cái gì nữa. Đó. Ừ. Cái thơ này ai, đứa nào nhát thơ cho mình tao. Hổ. Dạ cầm tao mày. Ừ, thôi con cái này thiên tế lạnh, thiên tế đi con cầm chi. Ôi trời, sao tao đau bụng quá. Ông mày cầm tao đi mày ơi. Dạ thôi con không có dám đâu. Đứa nào ác ôn vậy mày? Đã tạ có công giúp hộ, bước lộ trình tạ chúc bình an. Đúng một trăm phải cầu được lê quê, nếu sai lệnh luật hình không dung thứ. Mày sai. Ôi trời, trời ơi bơ ông trời, về bên hàng giang chắc đem theo hòm mà trông. Chữ trung gian dình mong sao
ca phù thế mời mong thương phùng. Gọi tên của hạ sử chào ca bao quân tài ta rõ gần tên hoàng lĩnh dài cảm nụ nam bình nào hay à thẩm thủ nam bình học hổ đa quân à. Tại ta mới nghe dương cấp chẳng trước mắt thử xâm nổ bên tay ta tội gì trảm quyết lạ thay đây giác chị đánh hoàng xin mời ngài khai khát ông tham nam bình hầu thủy âm mưu phản loạn ông chiếm đoạt ngai vàng quyền chúa lại sai người ám sát thanh hoàng cây kia bại lộ rõ ràng giết hung thủ khi tàn châu môi quy tên chữ rõ ràng hết trôi nam bình hầu triệu khổ là nhân ngài quả nhân xuân chỉ thi hành thủy phản vua giết vua đành sành chiêu luật nước gia hình sự trảm gia hình sự trảm chết rồi. Ai ơi quan tình không dám thốt mà tức tôi tờ té phơi gan phò ta nguyên nay chết vô tội thật là phi lý hậu trở lại triều đình hỏi cho tôi đèn tin quan mời hạ xuống lệnh hầu thanh chị bất hầu thanh đi hầu thanh chị bất hầu thanh đi hầu thanh chị bất hầu thanh đi như vậy là hết rồi. Xưa kia cùng chia sắc ngọt bùi nay anh đền ơn đầy anh thương cho cái chết sao võ đao quân à! Hãy thi hành lệnh chỉ xin tuân lệnh à! Triệu phục Tiểu Khủng, sao con lại đến đây? Cửa Đông Môn Thất Công cùng Tiểu Vi trấn thủ giữ gìn, giặc tàn đến lấy ai ngăn đỡ? Dạ thưa cha, biên cương cha đang giữ, sao đau phủ bắt cha, thủ hạ sự với quốc gia, con xin cha già bài cản. Con người phải chỉ cho nghịch phép nước cho đành cam thọ tội. Này, hãy ám sát thanh hoàng, cha lại thổ nặng tay. Ám sát thanh hoàng à? Hãy muốn vào triều ý kiên long ngay, nhưng hầu thánh chỉ bất hầu thánh ấy. Như vậy là quan cho cha rồi. Thưa phụ ơi, quan ức ức lòng.
cha cha đi chẳng lòng cha chua chua hay. Con đừng khuyên cha lỗi đạo quân thần, hãy về lập tức đóng môn lo trân thủ. Dạ thưa cha, ưng quan còn chưa hẳn, thù quan chưa đã gieo, chứ chỉ kia xin cha chớ nghe theo. Thành thân nọ con xin giải pha, thành thân nọ con xin giải pha. Tiểu con buông ra. Dạ. Buông tay ra đó. Dạ. Tiểu con có học hay chăng? Dạ thưa cha, con có học. Hỏi lắm, vậy thì nghe cha hỏi đây. Quân thần can, phụ tử can, phụ thế can, còn lấy can nào làm trọng? Dạ thưa cha, quân thần là đạo trọng, phụ tử ấy tình thâm, phụ thế là tình mặn nghĩa nồng. Tam can giả đạo đồng nhất lý đó thưa cha. Thì nay quân sư thần phải tớ thần bất tử là bất ngã trung ác. Con đừng khuyên cha lỗi đạo quân thần, dù chúa mắt lấp tai ngờ tôi trung đừng quan trách à. Quân thị thần như thủ túc à. Thị thần thị quân như phúc mà tâm à. Quân thị thần như thảo giới à. Thị thần thị quân như câu thù vậy. Tiểu quân quân minh. Dạ thần lương. Thủ từ tự hiếu. Quân bất minh thần khó thể trung quân. Vậy quân bất minh thần khả tận kỳ trung. Lắc đầu hả? Phủ bất từ tự tất xâm thương. Chúa xem ta như loài cỏ rơm, ta xem chúa như thù như giặc, ta xem chúa như thù như giặc. Ai? Con không nên vô lễ, học theo phường vô loại côn đồ. Đi về ngay, mau trở lại Đông Môn. Bằng cưỡng cãi cha không dung thứ. Con không có về, chừng nào cha khỏi tội con mới về trấn thủ. Tiểu Phụng, con cãi lời cha. Đi về không? Dạ. Mày về không? Dạ. Mật thì để nghiêu dung, cặp bữa kim trạm chi con trẻ. Dạ quan, chơi hại để con phá vòng dây cứu cha thoát cảnh đầu rơi mau đồ. Vì vua đã quên tình quên nghĩa nên đem cha ra trạm thủ biêu đầu. Thà con đừng biết đừng hay cảnh phụ tử chia ly, tình mẹ cha không phải cam đành cách biệt, lòng dạ nào con chẳng đơn đau. Cha vì tình nghĩa để quên nên giữ trọn chữ trung can, dù ức quan cha không dám thu, con sẽ thay cha
máu tuôn chảy. Con ơi con thân đành lòng bỏ cha thân tình nại cách xa rồi. Mình ta rối dung ngoài gió sương, trong đây đó núi non chập trùng, màn sương khói phủ dần. Chữ thành tâm vẹn giữ, lời nguyện xưa có trên đất đời chứng minh. Bao gian khổ nắng mưa nhọc nhằn, lòng ta quyết chẳng sợ. Mô Phật
con vật kia. Ngươi gọi ai vậy? Ta gọi ông thầy chùa chứ gọi ai. Mô Phật, tại sao ngươi gọi ta là thầy chùa? Thì ông ở trong chùa, ta gọi là thầy chùa chứ sao. Mô Phật, thấy người ở trong chùa gọi là thầy chùa, tại sao thấy người ở trong trường không gọi là thầy trường mà gọi là thầy giáo? Người ở trong đình không gọi là ông đình mà gọi là ông từ. Mọi việc đều có tên riêng, đâu phải thấy gì gọi nấy. Vậy thì ông ở trong chùa, tôi phải gọi ông là gì? Mô Phật, theo ta thì gọi là ông sư hay nhà sư thì phải hơn. Hiểu rồi, hiểu rồi. Dạ, xin ông sư cứu lão tôn, cứu lão tôn. Đã năn nỉ người cứu giúp mà còn xưng là lão tôn này, lão tôn nọ. Ông này rắc rối thiệt. Dạ, dạ. Thì ông sư cứu đệ tử, cứu đệ tử. Mô Phật, được. Trước kia Đức Quan Âm Bồ Tát có dạy ta rằng, ngày này, giờ này, ta sẽ gặp nhà ngươi tại Ngũ Hành Sơn. Nếu nhà ngươi chịu cải hôi sửa mình, ta sẽ gỡ đảo linh phù, giải thoát nhà ngươi qua khỏi con đại nạn. Ngươi phải chịu làm đệ tử của ta, thi phát quy trường trai khổ hạnh, diệt bỏ tam bành lục tặc, để cùng ta qua Tây Phương thịnh kinh. Trời ơi, từ đây qua tới nơi thiên trúc, núi thẳm đèo cao đường xa vạn dặm, một mình thầy đi sao cho thấu, nhất định phen này phải có lão tồn. Nếu có nhà ngươi trong cuộc hành trình, ta cùng đỡ phần vất vả gian nan. Lão tôn xin theo quái gói cho thầy, xin thầy vui lòng cứu mạng lão tôn. Được, nếu ngươi bằng lòng theo ta thì ta sẽ gỡ đảo bùa trấn yểm. Giờ thầy xuống chạy cho thật xa đi. Đi vậy? Bởi vì tại có lá bùa mà lão tôn hết cục cửa. Bây giờ đã gỡ lá bùa ra rồi, lão tôn rùng mình một cái là núi non ngã đổ, thầy đứng gần đá nó đập nát xương. Được rồi, chờ ta nha. Xa chưa? Không được, không được, đi xa nữa, đi xa nữa. Được chưa? Xa nữa, xa nữa. Xong chưa? Coi lão tôm đây nè. Lão tôn khỏe rồi, lão tôn khỏe rồi. Thầy có sao không thầy? Thầy không sao cả. Dạ xin đội ơn thầy cứu nạn, tôi xin nguyện theo thầy, khăn gói cho thầy. Mô Phật, tốt lắm. Để ta đặt pháp danh cho ngươi. Đội ơn thầy, đội ơn thầy. Dạ con có tên rồi. Dạ pháp danh của con là Ngộ Không, Ngộ Không. Từ nay ta gọi ngươi là Ngộ Không. Dạ. Ngươi hãy gọi ta là sư phụ. Sư phụ, sư phụ. Lão tôn sinh ra mắt sư phụ, sư phụ. Không được, hãy bỏ tiếng lão tôn mà hãy xưng là đệ tử. Dạ, dạ quen miệng rồi, quen miệng rồi. Để từ từ lão tôn. Bậy quá, bậy quá. Để từ từ đệ tử sửa lại, sửa lại. Thôi, Ngộ Không. Dạ. Thầy trò ta lên đường. Dạ, mời thầy đi trước, lão tôn quá, bậy nữa, bậy nữa. Đệ tử theo sau.
một gói nước sông dọc ngàn nào ngày gì. Theo đường quanh lối mòn, thầy cho ta biết mau qua đòn đường ngoài dâm ngang. Trong kia nơi phía xa xa, đầu non ta dương sắp tàn. Đi sư phụ. Đáng sư phụ, đáng sư phụ. Cô thôn nữ xin dùm dùm cho hỏi thăm. Hỏi thăm cái gì đây? Ngã ba chân bước lên kinh kỳ đi đường nào. Hỏi tôi làm gì? Đừng mà đừng đi chỉ dùm tôi con đường. Đường nào mong đi cứ mà đi con đường nào mà anh muốn đi. Tôi kìa, chỉ đường cho người ta đi mà. Chỉ sao hả cô? Người ta hỏi đâu mình chỉ đó vậy? Em thật sơ ý hết sức à. Cậu ấy đang khát nước mà chưa uống kịp thì em đã giật ấm nước rồi, thì trả lại không còn giọt nào, thật là tệ hết sức. Làm cho người ta phải đi uống nước suối rồi, thấy chưa? Đâu phải tại em, mà tại cái anh này đây nè. Sao? Tiểu thơ nghĩ coi. Thấy anh ta thê thảm, không đành đoán làm mơ, nên nước trong ấm này em đã cho hết rồi. Cô đừng giận hờn, cô ơi đừng giận hờn. Ơi cô em nhớ nhớ, ơn này thiệt là ơn. Cô giúp tôi đã nhiều, nhưng tôi không biết điều. Xin cô đừng giận tôi, xin đừng giận hờn tôi. Người tâm nghĩ à, nào ai biết ai cố tâm vô cùng à, e rằng khi sai có mà dấu ai. Thương nàng là đang vui trong lòng, ai hiểu niềm riêng cho cái thân mà hồng. Là con. Con gì? Là con. Con gì? Con khùng. À, là đây cô bé xinh thầm. Chú nên đôi thì ta cũng thằng đôi. Nói khổ niềm vui lòng gió nghe